TikToker review khách của xà bì trưởng toàn trẻ trâu bị bế lên sóng truyền hình. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng nhắc đến cụm từ No Ono thứ hai ngày càng nhiều khi ám chỉ một nam TikToker có phong cách review bổ bả, sử dụng cả từ tục tiểu trong video của mình. Người này cũng vừa hứng chịu một đợt gạch đá khi cho rằng khách hàng của tiệm cơm tấm xà bì trưởng toàn trẻ trâu. Chính nam streamer đồ Missy cũng phải bất lực ngao ngán không biết nói gì trong những phút đầu xem video này. Mới nhất, những hình ảnh của nam TikToker trẻ này đã bị bế lên sóng truyền hình trong chuyên mục Chuyện Nóng. Anh cũng chính là một trong những ví dụ về thực trạng review phiến diện khi chê bai gây gắt, khi thể hiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến chủ của các quán ăn, cũng như bức xúc cho người xem. Cách đây không lâu, chính nam TikToker này từng công khai khẳng định quyết tâm đạp đổ chén cơm các quán ăn đến cùng. Tất cả những hành vi này khiến cho nghề review ngày càng tiêu cực, từ đối tác thành đối đầu với những người kinh doanh. Như đồ Missy từng bày tỏ, các TikToker đến review sợ nhiều hơn là muốn. Hiện tại, clip ghi hình tại xà bì trưởng cũng như video xin lỗi cùng thách thức của nam thanh niên này đã bị xóa ẩn. Các bạn đừng quên để lại bình luận ghi bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.